Xin chào quý vị trở lại với Leiden Vlogs USA. Quý vị ơi, đây là hành lý của gia đình Leiden chuẩn bị chuyến du lịch hè năm 2023. Hành lý đã đóng sẵn sàng hết rồi. Mà đây chỉ mới là một nửa số hành lý thôi. Nửa số hành lý còn lại đã được chở xuống San Jose trước. Và chuẩn bị ngày mai xuất phát đến Việt Nam. Bây giờ Lê Đinh đang ở San Jose đây quý vị, đến San Jose rồi, chuẩn bị dọn vali thùng hành lý lên, chất lên xe. Rồi tới phi trường rồi. Giờ mình đi vô parking luôn. Rồi chắc drop off xuống. Drop off xuống trước. San Francisco Airport. San Francisco International Airport. Yay. Bây giờ mình đang tới airport rồi quý vị ơi, Lê Đinh tới San Francisco Airport. Đó, gia đình Lê Đinh đang đẩy hành lý đi tới cái gate của Asiana Airlines. Bữa nay giờ này thì cũng chưa có đông lắm, chắc còn sớm đó quý vị, bây giờ 6 giờ rồi mà chuyến bay là tới 11 giờ máy bay. Đây, đây là hành lý và người trong gia đình đây quý vị ơi. À, nhà lên đến đây. Xin giới thiệu đây là anh Phát. Anh Phát giúp chở lên đây đó. Đi chung chứ. Đi chung, đi chung nó lộn. Anh Phát cùng với gia đình đi về, đi Việt Nam luôn. Đi chung mà ngồi bên cồn dưới bánh xe. À, 10. Chín kiện hành lý và mấy cái carry on. Rồi, chuyến bay hôm nay của gia đình Lê Đinh là OZ211 đến Hàn Quốc trước của Asiana Airlines. Bây giờ là 8 giờ rồi, bắt đầu get line để vô check in đi quý vị. Thì bữa nay cũng vắng chứ không có đông lắm, chắc còn sớm á. Còn gia đình lên sớm á, chưa có mở cửa check in cho nên cũng vắng, cái line không có dài. Đây là đằng sau cái line nè, cũng có mấy người nè, chưa có đông. Còn sớm. 8 giờ mới check in mà giờ chắc chưa tới 8 giờ quá. Ồ. Bây giờ mới có 7 giờ 27 phút thôi. Còn nửa tiếng mới check in. Đó. L1. Rồi bây giờ là 7 giờ 48 phút rồi, tức là 15 phút rồi quý vị, cái line dài rồi nha, dài dài nhiều rồi nha. Rồng rắn rồi. Gì vậy? Đồ ăn. Rồi hả? Ừ. Ok, xong hành lý. Rồi, check in xong. The carry on. The carry on. Okay. Là bây giờ tới carry on. Okay. Yeah, I think so. Bye, thank you so much.
Thank you. So we wait for the ticket. Yes. Rồi check in done. Fast and very convenient. Huh? Yeah. Rồi đẩy thùng vô bắt đầu chuyển vô. Yeah. Put the tag on. Moving stuff. Rồi gia đình đã qua xong cái khâu security check in rồi quý vị ơi, quá khỏe khoắn quý vị ơi, đang vẫy tay chào người thân đây đó. Trời, cái khâu check in này là cái khâu mệt mỏi nhất nha quý vị, nhưng mà qua được hết rồi, tức là không có bị khó dở gì hết nè quý vị ơi. Quý vị thấy không, Lê Đinh có chia sẻ với quý vị là Lê Đinh đem thuốc nè đó. Tới cái check in đó là phải bỏ cái thuốc ra, lấy cái bịch này ra để vào cái bin, để vô cái bin bên đó đó quý vị, cái bin đó, để vô cái bin, mấy cái bin đó đó, bỏ cái thuốc vô một bin. Rồi cái này là túi 311 của Lê Đinh nè, cũng lấy ra khỏi cái hành lý xách tay nè, hành lý xách tay đây nè đó, thì lấy ra, lấy túi 311 ra, lấy túi thuốc ra. Rồi cái này là đồ nghề, đồ nghề quay phim nè, lấy ra luôn, tức là ba những cái này là phải lấy ra bỏ vô cái bin chạy qua riêng. Rồi chạy cái giỏ, cái giỏ này qua riêng, giỏ này qua riêng. Rồi dài, dài cũng phải tháo dài ra bỏ vô cái bin. Áo lạnh cũng phải tháo ra luôn đó, cho nên bây giờ nè đó, đầy tùm lum tùm la, bây giờ phải ngồi xếp lại đó, xếp lại rồi đeo lại đó, ai cũng phải sắp xếp lại. Ok, bắt đầu cả nhà lại tiếp tục đi xuống cái cổng mà để vào máy bay đó quý vị. Thì bây giờ là cũng cỡ 9 giờ 26 phút. Mình sẽ đi xuống cổng số 6, tại vì trong cái vé nó là cổng số 6. Thì từ ở ngoài mà sau khi mà check cái security xong quý vị, quẹo tay tay trái nha quý vị, và đi thấy chỗ gây nè quý vị, đi xuống cổng số mấy thì coi trong cái vé của quý vị nha. Rồi sau bây giờ mình thấy trên đây có chữ, mình theo cái bảng này nè quý vị, ở đây là gây 5 gây 6 đó, thì gia đình lại đi theo đó quý vị, không có xa đâu, gây 6 gần đây lắm đó, đi bộ cũng tới nè, mấy người bà cụ đi cũng tới nè quý vị đó. Mình thấy gây 6 nằm bên đây nè, thấy chữ không quý vị, tới rồi đó. À, bên phải nè quý vị, cái này nó đi tuốt luôn rồi, chắc hồi lên đây phải quẹo lại rồi, hơi đi lố luôn rồi. À, đây là gây 6 nè, người ta ngồi ở đây đợi nè, mình lên đi lố mà, cho nên phải đi luôn rồi đó, tại lên trên cái reo nè quý vị, mấy vị đừng có đi cái reo này nha, đi bộ được rồi. Tới cái gây này mình phải đi xuống thang này, xuống phía dưới nha quý vị, nó không đi thang máy thì đi thang bộ nha quý vị. Rồi cả nhà Lê Đinh đã xuống đến gây 6 rồi quý vị, là ở dưới tầng trệt đó. Thì bây giờ là đang đứng đợi boarding đó, người ta ngồi đợi cũng đông đó quý vị đó, đang đứng đợi boarding. Rồi bây giờ là 10:56 rồi quý vị, 11 giờ là sẽ lên máy bay nha quý vị đó. Thì get line hết rồi, mấy người wheelchair, mấy bà cụ, ông cụ thì ngồi wheelchair thì vô trước. Hồi nãy là gia đình nào mà có trẻ em thì cho vô trước rồi quý vị. À, rồi mấy người có wheelchair, xong rồi mấy người này sau. Đây là economy, tức là giá vé phổ thông đó quý vị. 11 giờ rưỡi bay thì 11 giờ sẽ cho boarding. 10:56 thì cho get line rồi đó quý vị. Rồi bây giờ họ bắt đầu cho mấy người đi wheelchair vô nè quý vị. À, mấy người đi wheelchair thì được vô trước. Đó, thấy không? Đó, wheelchair boarding đó. Mà phải kêu có người lại đẩy đó quý vị, thấy không? Đó, quý vị. Yeah. Rồi, còn cái line bên đó là business class đó quý vị. Mấy người mà mua business đó thì sẽ qua bên cái line bên phải. Rồi, có mấy người mà hành khách nào mà có family, mà có trẻ em á, thì đứng ở bên trái. Rồi còn cái line dài thòn ở chính giữa mà chỗ Lê Đinh đang đứng đây là economy.
class là giá vé rẻ nhất. Bên trái đó, đó là family. Bên phải là business, chính giữa đây là economy. Rồi bây giờ là tới business class vào đó quý vị. Nãy giờ là nửa tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu business class vào thôi. Hình như có cái gì mà làm hơi chậm chạp. Rồi bên kia business class vô thì bên đây vé hạng economy cũng bắt đầu cho boarding luôn nè quý vị. Lê Đình cũng đang đợi nha quý vị. Là nửa tiếng chờ đợi rồi. Khi get line vô đây quý vị nhớ là cầm passport với lại cái vé nha. Hai thứ nha quý vị nha. Bên family vô hết trơn rồi. Economy là vô chót nè quý vị. Rồi. Có scan cái mặt mình nữa, quyền check yes, scan cái face của mình đó quý vị. Bây giờ lên đi vô trong đây get line. Đó bắt đầu được đi vào trong cái đường này nè quý vị. Là đi vào trong máy bay rồi đây. Nếu mà quý vị thấy mà hơi dằn á quý vị thông cảm nha, tại vì vừa đi vừa quay á mà vừa cầm cái phone đó. Cho nên có thể nó hơi dằn chút nha quý vị. Rồi Lê Đinh đã lên được máy bay rồi quý vị ơi. Đã ngồi trên máy bay rồi. Đây là hàng ghế số 24 hả? 24. Đó là mua trước mấy tháng. Đây là hàng ghế số 24. Cũng ở khoảng giữa máy bay. Mọi người, những người khác vẫn còn đang boarding lên, chưa xong. Rồi hành khách đã ngồi vô vị trí hết rồi đó quý vị, chuẩn bị bay đó quý vị. Ok, bây giờ là 12 giờ khuya rồi đó quý vị. Đó, các vị trí của Lê Đinh ngồi là ngay cái cánh máy bay quý vị. Trời ngoài tới hù rồi. Cái phone đó hả? Coi phim nghe. À, coi phim đó là gắn ở chỗ đó đó. Rồi có cái headphone nè quý vị. Có chạc pin luôn. À, rồi có cho cái có cái mền. Rồi đôi dép. Đôi dép rồi có cái gối. Đó. Cũng rất là tiện nghi quý vị. Có cây kem đánh răng nữa hả? Là trong đây có đôi dép với cây kem đánh răng luôn. Coi như là quý vị khỏi cần đem kem đánh răng nha. Có cây bằng chải kem đánh răng luôn. Rồi đôi dép đâu? Đôi dép. Đây đôi dép. Ok. Máy bay chuẩn bị cất cánh đó quý vị. Chuẩn bị cất cánh. Trên máy bay cũng ấm quý vị, không có cần mặc áo lạnh cũng được, nhưng mà Lê Đình vẫn mặc áo lạnh để nhiều khi khuya lạnh á, cho nên mặc áo lạnh cho nó ấm. Lê Đình chạc pin điện thoại vô đây nha quý vị. Này đã gắn cái này chạc pin điện thoại nè. Chạc pin điện thoại. Máy bay bắt đầu cất cánh đó quý vị. Đang chạy từ từ trong cái phi đạo. Vậy là hôm nay máy bay cất cánh trễ đó quý vị, tại vì là phải cất cánh theo lịch trình là phải cất cánh 11 giờ rưỡi và bây giờ 1 giờ mới cất cánh. Giờ đã lấy bình độ rồi, bây giờ lên đây coi phim và chút xíu là ngủ. Bay được nửa tiếng thì các flight attendant đó quý vị
chuẩn bị phục vụ món ăn, bữa ăn tối. Chuẩn bị phục vụ bữa ăn tối cho hành khách trên máy bay nè quý vị. Đây là món ăn mà Layden order ở trên máy bay, đó là bibimbap, là món Hàn Quốc. Cái đó cay, có cái sốt cay. Rồi bỏ cái này cơm này quý vị, cơm này đó. Bây giờ là 2 giờ sáng giờ Hàn Quốc và 10 giờ sáng của Mỹ rồi quý vị. Máy bay đang trên đường đến bay đến Incheon, Seoul. Quý vị xem nè, còn khoảng 2 tiếng nữa đến sân bay Incheon. Người ta đưa cho mình uống orange juice hoặc là nước lọc. Rồi cái này là bữa ăn sáng trên máy bay nha quý vị, thì có hai chọn lựa, một là pancake hay là cơm. Cái này là pancake, mấy cái bánh pancake, xúc xích. Với lại này là gì, mấy trái cây hả? Trái cây. Bên đây có trái cây rồi. À đúng không? Trái cây tráng miệng, trái cây tráng miệng. À, đó là phần pancake. Nha, có miếng bánh mì nữa. Bánh mì ăn với bơ. À, bên đây là kimchi rice với cà phê. Nổi bà ngoại, hồi nãy ta đưa cho hai cái bảng tên nè. Đó, cái đó là đi wheelchair. Ngồi với nó, tụi con ra trước. Một chút xíu nữa đó. Đưa cái tên này cho nó là nó sẽ lấy, nó sẽ để lấy hành lý đi ra ngoài. Lấy hành lý đi ra ngoài. Xong rồi đứng ở ngoài là người ta lợi thì mình đưa cái tên, bảng tên, cái tờ giấy này cho người ta, mấy người wheelchair đó. Thì người ta sẽ đẩy ngoài với bà nội, tụi con đứng ở ngoài tụi con đợi trước. Thì tụi con sẽ đi theo. Nhưng mà ngoại nội cũng phải lấy hành lý đi ra chung luôn ở đây. Ngoài ra chung luôn hay là muốn cho giãn bớt đông lắm. Từ từ đi. Người ta ra bớt thì đông lắm. Rồi bà nội bà ngoại đi wheelchair thì được đi cổng riêng. Rồi người ta chờ ở đó sẵn, người ta đưa lên wheelchair. Nói thì quý vị nào mà đi wheelchair thì cũng cầm cái giấy đó đưa thì người ta sẽ hép. Có nhân viên người ta hép ngồi lên wheelchair. Passport với lại lấy vé ra nha quý vị, phải đưa vé với passport cho người ta nha, người ta mới là
check in cho mình luôn á. Thì có một thân nhân được đi theo cho một người đi wheelchair. Từ cổng ra thì đi ra chỗ này ha quý vị. Đó, nãy cổng ra đã quẹo phải. Welcome to Korea. Quẹo phải xong rồi thì mấy cụ wheelchair sẽ được đưa lên đây, lên xe. Vậy là mấy người wheelchair thôi, thì wheelchair thì được lên xe người ta chở đi nè. Để đợi nội ngoại lên trước đi, mình quay. Rồi. Ok. Which gate is that? Hỏi họ hơn mày có mấy vậy? Có mấy vậy ba? Nó có ghi trong đó. Ghi tiếng Hàn không à? Nên mình không có biết. Gate 18 tức là cổng số 18 á quý vị. Rồi mấy cụ wheelchair thì đây lên ta chở đi, còn thân nhân thì đi lại sau gặp ở cái gate. Thì quý vị ra chuyến bay nào thì coi cái gate nào mình đi ha quý vị ha. Nếu không biết thì mình hỏi ta. Alright, so từ cái cổng hồi nãy từ máy bay ra đó quý vị, thì quý vị cứ nhắm theo cái bảng màu xanh có chữ transfer mà mình đi ha quý vị. Tại mình là transit đó quý vị. Và mình biết cái gate của mình vào là gate mấy rồi thì mình cứ canh đó mình đi. Còn mấy cụ mà đi wheelchair thì họ sẽ được xe chở tới cái cổng đó. Thân nhân không có đi chung ở cái khúc này mà thân nhân sẽ đi transfer right here. Transfer turn right. Nè quý vị thấy cái đây không? Có chữ transfer quẹo phải nè. Đó, cái quẹo đây. Đó, wheelchair ta đi đây nè. Rồi, tới đây. Chở tới đây thôi. Chở tới đây là transfer nè. Giờ đi xuống. Từ từ, hold on từ từ. Slow. Đó, rồi bắt đầu cả nhà mới đi vào cái cổng này. Thì quý vị cứ nhắm kiếm cái chữ transfer màu xanh nè, màu xanh green này đi. Đi từ từ thôi, mấy bà cụ đi từ từ, ngoại đâu. Đó quý vị, mình nhớ nhắm theo cái cổng transfer. Nếu mà không có để ý cổng cái bảng transfer mà quẹo phải này thì sẽ đi lố nha quý vị nha. Hồi nãy gia đình là xém đi lố rồi đó. À, bây giờ quẹo trái. Bây giờ phải qua hải quan lần nữa. Qua hải quan Hàn Quốc. Qua hải quan Hàn Quốc một lần nữa, giờ quẹo trái. Yep. Ok, thanks. Oh, vậy tiếng ngoài đi. Vậy đi theo ngoại đi, thôi có ba rồi kệ đi. Người wheelchair thì đi cổng riêng, đi qua cổng thuốc bên kia để vô trước. Còn này người mà bình thường thì đi lên đây. Qua Hàn Quốc coi như là qua hải quan lần nữa nha quý vị. Cho nên nhiều quý vị nói là họ sẽ kiểm tra hành lý mình lại lần nữa. Cứ đi theo vòng vòng theo cái hàng rào, cái hàng này nè quý vị. Đi tới. Trời đông quá trời. Sau khi mà mình
qua cái cổng security của Hàn Quốc. Xong quý vị lên thang máy nha. Xong rồi coi cái cổng của mình đó là cổng mấy. Ví dụ như của Lê Đinh là 12 đến 20, của Lê Đinh là 18 thì Lê Đinh sẽ đi theo hướng cái gây 12 đến 25. Thì giờ này mới có 4 giờ mấy, 5 giờ mấy thôi quý vị. Cho nên rất là vắng, mấy cái cửa hàng chưa có mở cửa, cửa hàng miễn thuế chưa có mở cửa gì hết. Đi rất thoải mái. Yay. Cuối đường luôn mới có cái gây 18 với 17 là quẹo phải nè quý vị, là tới rồi đó. Còn quẹo trái là gây 21. Thì nếu quý vị nào mà có đi Asia Nam mà đi gây 18 thì theo cái con đường mà Lê Đinh gia đình và gia đình đi ha quý vị ha. Sẽ ngồi ở đây đợi. Ở đây đây. Chắc sẽ gặp nhiều người Việt lắm nè quý vị ơi. Đó. Sẽ gặp nhiều bà con người Việt mình lắm nha quý vị. Rồi, trong lúc chờ đợi lên máy bay thì gia đình Lê Đinh đi vòng vòng tham quan sân bay Hàn Quốc một chút. À, tại vì ở đây quá cảnh 3 tiếng lận. Sân bay này cũng sạch và đẹp, restroom cũng sạch sẽ lắm quý vị. Mà giờ này còn sớm quá cho nên chưa có cửa hàng nào mở để bán hết. Lê Đinh đi kiếm nước, uống khát nước quá. Coi có bán gì không? They open at 7 a.m. 7 giờ mới open. Wow, there's a lot of food. A lot of food. It's not 7 a.m. yet. Cả nhà đói bụng đó quý vị ơi, giờ đi mua thức ăn sáng. À, con ăn không Phương Trang? Gì nữa con? Ngoại ăn không ngoại? Không à. Có cái khác nữa mà. Không có mực đó, không có con là chi. Cái này là tôm. Có tôm được không? Được rồi. Mình chung được rồi, mình thử được rồi dạ. Ăn thử cái bạch tuộc đi. Con thử bạch tuộc đã ăn gì? Con bạch tuộc. Dạ. Rồi thử gì đó đủ rồi. Dạ. Rồi lấy nước get like. Đây mình trả tiền đô, họ đổi tính tiền hàng, họ ra tiền đô. So how much for the dollars? Dollars. US dollars? Yeah, dollars. 12. This mineral water or normal? This one dollar. Oh, oh. Thì cái này mình mua đó quý vị. Hồi họ quy ra tiền đô mình trả. Thì hồi nãy một cái tray đó là tính tổng cộng có 2 chai nước luôn đó là 12 đô. À, giờ họ đang hâm lại cho mình tự lấy ra quý vị ơi. Mình coi nóng chưa, mình tự lấy ra chứ không phải họ lấy ra cho mình. Nãy giờ không biết cứ đứng đợi họ lấy ra nhưng phải mình phải tự lấy ra. À, cái tiệm này nó có tên là gì tiếng Hàn không biết tên gì luôn quý vị. Thấy chữ chỉ hiểu chữ Sim 1963 thôi. Đây là cảnh mà
bà con là mình đang đợi ở đằng trước cái cổng số 18 nè quý vị. Đó, 7:35 sẽ bay đến thân sân nhất. Đó, đừng, bây giờ là 7 giờ rồi quý vị, còn nửa tiếng nữa bà con mình ngồi đợi nè. Giờ mấy bác nào mà đi wheelchair là được đi trước rồi đó. Rồi quý vị nào mà đi wheelchair được vô trước rồi nè quý vị. Đó, ta vô trước hết trơn rồi, get line rồi. Mạnh. Tới đây là người ta check passport với lại vé, xong rồi tới cổng là chỉ là vé thôi, không có passport nữa. Có passport rồi ha con? Ok. Xuống thang máy rồi mới đi vô quý vị ơi. Vô cổng này nè. Rồi. Chờ trước đi con. Vô trước đi. Trên máy bay rồi quý vị ơi. Máy bay này nhỏ xíu à, có hai cái hàng thôi, mỗi hàng 3 ghế thôi à. Đó, 1 ghế, 2 ghế, 3 ghế. Đó. Và bên đây là gia đình mình ngồi bên đây đó, nội ngoại. Đây, đó. Máy bay bắt đầu cất cánh đây quý vị ơi. Máy bay cất cánh đây. Đem cái đồ lót cổ ngủ là cái này nó bẻ ra được nè, bẻ cong được nè. Đó, cái này để thẳng ra, bẻ cong vô mình ngủ. Trưa ở trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam đây quý vị. Thì đây là cơm gà nha quý vị. Còn ở đây là phần cơm bò. Cơm bò. Giờ mình mở cơm gà trước nha quý vị, coi nó ra làm sao. Gà chiên. Gà chiên nè quý vị, nhìn cũng ngon mắt lắm à. Có cái bánh mì cheese, bơ gì đó, bơ, mì bơ, salad, bánh ngọt, cái này nước ngọt, còn ăn cũng được quá chứ đấy đi, còn ăn ngon nó được á, đâu có khó ăn đâu. Cái này cơm bò nè, cơm bò đây quý vị, đó, bò, nhà có miếng ớt nữa hả, đỏ đỏ giống miếng ớt, bò này bò nhiều, giống bò xào. Có cái bánh này, với lại bơ rồi đấy. Bánh yeah. Bơ. Đây mình ăn cơm. Ăn được không nội? Được không? Hả? Ăn được không hơn? Xong bây giờ quý vị ơi, chờ mấy tiếng nữa sẽ tới Việt Nam. Máy bay chuẩn bị hạ cánh đây quý vị ơi.
đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất rồi quý vị ơi. Gia đình và gia đình đến Việt Nam rồi. Yay. Rồi bà con chuẩn bị lấy hành lý và để ra gặp thân nhân đây quý vị ơi. Đến Tân Sơn Nhất rồi, đến Sài Gòn rồi. Đến Sài Gòn rồi, đến Tân Sơn Nhất rồi. Chuẩn bị lấy hành lý thôi. Finally gia đình đến Tân Sơn Nhất đây quý vị ơi. 14 năm không đấy đi. 14 năm. 14 năm mới trở lại Tân Sơn Nhất. Thì đó, bà đi xe lăn được các anh đẩy ra. Đây là chỗ hải quan đây quý vị. Wow, đông nha. Hôm nay là ngày thứ 5. Và đây là line của những người nhập cảnh Việt Kiều vô xếp hàng đặng làm giấy tờ hải quan này quý vị. Cũng không có đông lắm, tại nay là ngày thường, chứ chắc cuối tuần là đông hơn nhiều. Khi mà làm thủ tục hải quan thì quý vị phải có passport với lại có vé luôn nha. Vé máy bay phải có hộ chiếu với vé máy bay luôn, chứ không phải là hộ chiếu không. Rồi cả nhà đã ra phía ngoài phi trường Tân Sơn Nhất rồi đây quý vị ơi. Xong khâu thủ tục hải quan, xong khâu kiểm tra hành lý. Giờ đợi đón xe. Xe 16 chỗ, cột số 9 đã đâu? Right here. Cột số 9. Nói cầm bảng. Cột số 9 nó là cầm bảng Nam Y Trên gì đó, Nam Y gì đó. Đây là xe đón gia đình. Gia đình lên xe này đi về đây quý vị, xe 16 chỗ limousine. Rồi lên đi, giờ tải mây lên nha. Lên đi con, cứ lên đi, chỗ nào trống mẹ ngồi không sao hết. Không có gì hết á. Khách sạn Nico. Không có giàu. Tới khách sạn rồi, đây. Đây ạ. Khách sạn Nico, đây là nơi mà gia đình của Linh sẽ nghỉ lại trong thời gian ở Sài Gòn du lịch. Khỏe chưa? Ok, gia đình Lê Đinh vừa tới khách sạn Nico đây quý vị ơi. Và nhân viên khách sạn đã ra giúp đẩy hành lý vào. Quý vị thân mến, Lê Đinh tạm dừng video này tại đây. Mời quý vị đón xem các phần tiếp theo về chuyến du lịch Việt Nam của gia đình Lê Đinh ở những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.